Một miền thơm Vũ Thượng. Cuốn sách này thì một hôm ở Facebook có ai đó chia sẻ bài viết của anh Vũ Thượng, mà sự là cái bài viết nó thấm đến bản thân mình. Và vì thế mình vào mình coi cái trang Facebook của anh và thấy anh có cuốn sách này, thì cái tựa đề đầu tiên ấy là đã làm cho mình có cảm xúc rất là nhiều. Và mình quyết định mình đặt mua cuốn sách này. Ủ một miền thơm, tháng 6 năm 2017, đấy là thời gian mình mua ha. Rất là hay. Đọc rất là nhẹ nhàng. Mình đọc lời tựa nhá. Đây là một chuyến bay qua biển, khi máy bay gặp sự cố, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống. Nếu quý khách đi đường cùng em bé hoặc người khác, hãy chụp mặt nạ cho mình trước rồi cho em bé sau. Lời nhắc nhở ấy dần quen thuộc trên những chuyến bay. Nhưng dù là bạn đã rời khỏi máy bay, trong mỗi ngày lời nhắc ấy vẫn bình thản. Mình không ổn, sẽ không lo cho ai được cả. Từng ngày bình thường đều là một chuyến bay. Sống nhẹ lành, tập buông bỏ để yêu thương mình trong từng giây phút thì sẽ ổn. Có biết yêu thương mình mới yêu thương người khác được. Tác giả tập sách nhỏ này đã đi qua nhiều mệt nhọc trong cuộc đời, để rồi đến một lúc gặp được miền thinh lặng. Một ngày kia, anh có duyên đến với thiền định ở dưới gốc Bồ Đề nơi Đức Phật đản sinh. Lời nguyện mang về là hai điều thật nhẹ: giữ bình an và mỗi ngày đều giúp người chữa bệnh tật khổ đau. Có thể bạn sẽ chợt cảm thấy nhịp điệu và cách xưng mình qua từng trang sách có gì là lạ. Lý do cũng chỉ giản dị thôi. Tất cả các câu chuyện nhỏ xíu, siêu của tập sách đều được góp nhặt từ những dòng status và ghi chú trên trang Facebook của tác giả. Những hạt men qua nhiều năm tháng, đến một ngày chợt có duyên quyện lại để ủ một miền thơm. Vũ Thượng. Mình đọc một tiêu mục đầu tiên nhé. Tại vì Sài Gòn hôm nay là một ngày đầu tiên của tháng 10, mình cũng muốn ghi lại cái kỷ niệm. Thì cái bài này nó cũng rất là nhẹ nhàng, rất là hay. Sài Gòn. Giữa những khối nhà lúc tinh mơ, có tiếng xe cộ ngoài đường hắt lên và giọng chim sẻ từ những hốc tường vọng xuống. Bình minh nghe sẻ kháo chuyện. Có gì đó vui lành như cỏ, như cây, như ấu thơ khuất nẻo. Mở nhạc nghe, vĩ cầm thủ thỉ câu chuyện của cơn gió sớm lăng bạt trên thảo nguyên tìm nắng, chuyện tinh mơ, chuyện giọt nước của dòng sông. Trong đô thị đông người, chỉ có sẻ vẫn kêu, còn những con chim khác thường không hót. Chúng chỉ lích chích rất khẽ cho nhau nghe, những con hay véo von cất tiếng là chim ở trong lòng. Khoảnh khắc chớm bình minh, âm vang ngày mới cuộn lên như tiếng nhạc cụ của một dàn giao hưởng. Gió tha thiết, sâu lắng và mạnh mẽ như tiếng vĩ cầm lĩnh sướng. Dòng xe cộ chảy mải miết như âm thanh khi dồn dập lúc khoan thai từ chiếc dương cầm. Xe tải nặng chở những hơi trầm của giọng đại hồ cầm chúng trẻ vang lên từ cởi chữa cháy. Tiếng xe máy rộn rã như giọng hôm nào mưa vòng trời chữ xuống hồ chỉ còn như tiếng saxophone dịu dặt mà làm xe thắt tâm khảm. Cả tiếng kèn tiễn biệt của đám tang hay giọng còi xe cấp cứu cũng gọi lên sự nảy nở, và cũng như một bản nhạc để cảm nhận được sẽ không tách mình rời từng thanh âm. Mỗi ngày hợp âm rào rạt ấy cứ cất lên tỏa ra quyện lấy thinh không. Sự ra làm tác phẩm của anh ấy giúp mình sống nhẹ nhàng hơn. Và thực sự ra khi mà mình muốn viết hay á, thì mình sẽ đọc những cái bài viết hay, những cái cảm xúc, những cái gì miêu tả thì mình sẽ cảm nhận được nhiều hơn ấy. Thế thực sự ra là viết hay thì không tự nhiên mà có. Bản thân mình cũng không phải là người viết hay, nhưng mà lúc nào cũng mong muốn là mình viết hay. Và sự ra nếu mà muốn viết thì mình phải luyện tập và rất là nhiều ha. Sài Gòn hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, là một thời kỳ mới. Chỉ mong rằng là Sài Gòn sẽ dần dần nới lỏng, dần dần trở lại nhộn nhịp như xưa và phát triển hơn nữa ha. Mình yêu Sài Gòn, yêu tất cả, yêu những con đường, yêu phố xá, yêu những ngày mà lạc đường,
hàng tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại, hoặc những lần trời mưa ở Sài Gòn, khi thì đi giữa màn mưa, khi thì trú mưa, tất cả những cái kỷ niệm sự Sài Gòn rất là thân thương, rất là mến yêu. Mình tin rằng Sài Gòn của mình sẽ lại nhộn nhịp như xưa. Bên ngoài là nhộn nhịp, mọi người đừng có không nghĩ rằng là ở than rằng tắc đường hay các thứ, bình yên là ở bên trong. Bên ngoài là tác động và bên ngoài sẽ tạo nên bên trong, và bên trong thì mình sẽ ổn định ở bên ngoài.